Xin chào bạn, K-Shop gửi bạn video giới thiệu các bạn hôm nay bộ sản phẩm tem đèn có hiệu ứng Audi A11 dành cho dòng xe Exciter 150. Thì chỉ cần là dòng xe Exciter 150, không cần phân biệt đời là 27, 18, 29, 20 hay gì. Thì nó những cái đời đó nó khác nhau là cái đầu đèn bằng LED. Nếu mà mẫu 29, 20, còn cái phần dàn áo phía sau đều là giống nhau, nên các bạn yên tâm về phần đó. F135 vẫn làm được nha các bạn. Winner AB Vision. Nói chung những dòng xe thông dụng hiện nay thì đều có thể làm sản phẩm tem đèn này. Thì sản phẩm tem đèn các bạn có biết là mình có thể làm cho bạn loại một màu, đơn giản cố định một màu thôi, hoặc là loại 16 màu điều khiển bằng cái remote chọn 16 màu, hoặc là tem đèn hiệu ứng A9. Thì cái hiệu ứng A9 đó thì khoảng năm 2019 thì gì là mình đã có làm và giới thiệu 2018, 2019 gì đó. Còn hôm nay cái video này mình làm là năm 2020. Thì hôm nay sẽ là bản cao cấp hơn so với những sản phẩm trước kia, đó là Audi A11. Thì các bạn đã biết Audi A11 rồi. Cái việc là các bạn chọn màu sắc, rồi phần hiệu ứng, kiểu chạy, từng chức năng, đờ mi, xi nhan, thắng, vân vân. Những cái điều đó là các bạn chọn trên cái điện thoại. Mở điện thoại lên, mở app lên kết nối Bluetooth được với cái thiết bị trên xe là có thể điều chỉnh được những cái chức năng đó. Đờ mi, hiệu ứng, xi nhan, phanh, rồi màu sắc, tốc độ chạy đó. Còn cái phần nội dung hiển thị trên tem đèn thì tùy thích các bạn. Các bạn muốn để chữ gì cũng được tùy các bạn. Như các bạn thấy trên video này, anh chủ xe yêu cầu để chữ Exciter cùng với ngoài sau thông tin đó là A174K theo yêu cầu của ảnh. Thì các bạn muốn để chữ gì cũng được, hoặc thêm chữ thì cái giá thành không thay đổi. Giá thành của bộ tem đèn thay đổi khi là các bạn chọn option một màu, hoặc là 16 màu remote, hay là A9 thì điều khiển bằng hai công tắc LED, hoặc là Audi A11. Những cái này mới xa thì các bạn có thể tháo rồi hai cái miếng nhựa dàn áo như thế này nè, các bạn gửi lên mình làm. Còn mà các bạn không gửi vào cũng được thì các bạn đặt mua hai miếng nhựa mới như thế này. Nhìn chủ xe này anh nói xa lắm, anh đặt mua hẳn hai cái dàn miếng nhựa mới luôn, nó không nhiêu tiền hết, nằm khoảng 400 đô lại thôi hai miếng nhựa này theo thời điểm hiện tại nha. Giá từng thời điểm nó khác nhau đó. Thì đặt mua hai miếng nhựa mới làm hoàn chỉnh gửi về và lắp đặt lên xe. Và lưu ý làm tem đèn này có cắt gọt trên dàn áo và phải có sơn lại dàn áo nữa. Để anh em nhiều anh em thắc mắc là cái này dán lên hả, nhiều anh em hỏi là có bán cái tem này về dán lên dàn áo là xong không, xin hứa bạn là không có. Cái này là cắt gọt trên dàn áo, mình làm xong mình sẽ sơn lại. Và các bạn cũng lưu ý là cái phần tem đèn mình có làm đường điện như thế này, có dắt cắm cho bạn đầy đủ ha. Đó, cút dắt ra là ngắt được cái dàn áo ra khỏi xe như thế này, và có hộp điều khiển. Thì cũng là điều đó là tiện cho các bạn trong việc tháo lắp dàn áo khi các bạn có nhu cầu sửa xe hay làm cái gì đó, còn cần tháo cái dàn áo nó có dắt hết. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ về tính năng sử dụng của A11 này. Thì cái đến thời điểm hiện tại thì cái Audi A11 nó cũng là quá phổ biến rồi, nên nhiều anh em cũng đã biết điều này. Rồi, đây là cái app A11. Đây các bạn. Thì điểm hiện tại này, điện thoại thông minh, smartphone thì hầu như ai cũng có. Không chỉ một cái mà là hai hoặc ba cái tùy cái điều kiện kinh tế mỗi người, nên cái việc mà sử dụng Bluetooth này rất là tiện, kết nối và điều khiển trên điện thoại của bạn. Rồi bây giờ mình cho các bạn xem cái hiệu ứng cái khởi động, tương đương với việc là các bạn tắt khóa mở khóa xe. Lại rút ổ điện. Các bạn đợi xíu nha. Rồi các bạn mình ngắt điện nè. Là các bạn tắt khóa xe đi. Rồi các bạn mở khóa xe lên là cái đèn mình nó sẽ khởi động quét chạy ba màu xanh dương, đỏ, xanh lá. Sau khi quét chạy xong nó sẽ trả về cái chế độ mà các bạn đã cài đặt trước đó là gì. Ví dụ các bạn đang để đờ mi như thế này thì nó đứng im đờ mi. Còn các bạn để hiệu ứng thì nó sẽ chạy hiệu ứng. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở app lên. Mở app lên cho nó kết nối. Khi mở app A11 lên thì hệ thống sẽ quét. Nó quét xong rồi nó sẽ vô cái màn hình chờ như thế này. Và có 4 tab đờ mi, hiệu ứng, xi nhan và phanh, tương ứng với từng chức năng. Trước tiên là chức năng đờ mi nha các bạn.
đây là dummy, gọi là đứng im một màu, gọi là chức năng dummy. Thì dummy các bạn thấy điện thoại này nè, nó sẽ có 9 màu cơ bản. Khi các bạn chọn vào tự động sẽ đổi màu ha. Các bạn gõ hai màu đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng nhạt, màu hồng, màu trắng. Đây màu trắng các bạn, màu xanh ngọc, màu tím, màu cam. Ngoài 9 màu cơ bản thì các bạn chọn từ bên trên cái bảng màu này nữa nè. Đó. Cái bảng màu bên trên này các bạn. Ha. Đó, nên màu sắc nó rất là nhiều màu, nên cái A11 nhiều người thích là vậy á. Rồi, vừa rồi là cái phần dummy. Dummy thì các bạn muốn đấu sao cũng được, các bạn đấu mở khóa xe sáng liền hoặc là theo công tắc đèn để buổi tối bật cái đèn chiếu sáng lên thì nó mới sáng. Tại ban ngày thì có cũng không thấy rõ bởi vì ánh sáng mặt trời nó rất là sáng. Nên các bạn để luôn sáng ban ngày cũng không có hiệu quả mấy, nên các bạn thường anh em sẽ đấu công tắc đèn là dùng cái công tắc phụ tùy theo nhu cầu mỗi người nha các bạn. Rồi bây giờ tới phần hiệu ứng nè. Nè, khi chuyển qua hiệu ứng các bạn thấy đèn mình sẽ bắt đầu nó chạy. Nó chạy nhiều kiểu lắm các bạn. Đó. Đây là nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và chữ A là tổng cộng có 10 hiệu ứng nha các bạn. Đây, hiệu ứng số 1 là hiệu ứng tự động chạy lên màu như thế này. Nè. Qua camera thì cái màu nó không có trung thực mấy, chứ thực tế ở ngoài cái màu nó rất là đẹp, nó rất là chi tiết luôn. Đây mình sẽ cho bạn xem cận đi xíu. Đó các bạn gõ ha. Rồi hiệu ứng số 2 nè. Thì hiệu ứng nó sẽ có những hiệu ứng tự động nó đổi màu, và có những hiệu ứng nó không có tự động đổi màu. Thì lúc này các bạn chọn màu được nè, như hiệu ứng số 2 này. Đó. Còn hiệu ứng số 1 thì tự động nó lên màu thì các bạn không cần đổi màu nữa. Các bạn đổi được tốc độ thôi. Thấy không, tốc độ nó chạy nó lẹ hơn rồi kìa, chậm nè, kéo chậm nè. Đây hiệu số 2 nè, đổi màu nè, đổi tốc độ được luôn nè. Từng hiệu ứng là nó độc lập riêng hết về màu sắc và tốc độ. Hiệu số 3, hiệu số 3 là hiệu đèn bullet xanh đỏ. Hiệu số 4 là sáng mạnh nhẹ, rồi mỗi lần mạnh nhẹ là một màu khác nhau. Hiệu số 5, hiệu số 2, hiệu số 5. Đây coi hiệu số 2 nó khác với số 5 là gì. Số 2, đó, hiệu số 6. Nha, hiệu số 7. Hiệu số 8. Nha các bạn. Hiệu số 9. Nha các bạn. Và hiệu chữ A là lưng phiên, là tự động nó hiển thị tất cả những hiệu ứng có được trên bộ đèn. Đó. Vừa rồi là mình nói về cái phần hiệu ứng. Được rồi, chưa. Rồi bây giờ tới phần xi nhan nha các bạn. Vừa rồi là mình cho bạn xem phần dummy và phần hiệu ứng. Bây giờ mình sẽ kích điện xi nhan từng bên và cái phần phanh để các bạn xem. Để mình lấy cái hộp điều khiển ra mình kích điện. Do cái này không có trên xe, bộ đèn tem đèn ở xa gửi về. Rồi bây giờ là tới phần xi nhan, mình sẽ kích xi nhan từng bên. Giờ mình trả về dummy nè. Rồi, khi các bạn kích xi nhan á, các bạn thấy cái điện thoại mình nó sẽ nhảy qua tab xi nhan như thế này. Nha các bạn. Ha. Và xi nhan nó sẽ có 3 cái hiệu ứng chạy của xi nhan. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nét cái màn hình lại. Rồi bây giờ là hiệu số 1 nè, là hiệu chạy đổi màu được nè. Nha các bạn. Thì số 1 là hiệu chạy, nhưng mà nó chạy không cùng với nhịp chớp của xi nhan zin. Rồi qua hiệu số 2 nè, cũng là hiệu chạy nha, nhưng mà nó chạy cùng với cái nhịp chớp của xi nhan zin. Thì bây giờ không có xe nên hơi khó thấy điều đó, nhưng mà bạn để ý kỹ, hiện số 1 nó chạy không bao giờ cùng nhịp chớp với xi nhan zin. Nó muốn chạy sao nó chạy, xi nhan zin chớp sao chớp. Còn hiệu ứng số 2 này là nó sẽ chạy cùng với nhịp chớp với xi nhan zin. Đó. Là xi nhan zin chớp là nó chạy. Còn hiệu ứng số 3 là hiệu ứng chớp tắt cùng với xi nhan zin. Lưu ý, hiệu ứng số 3 là hiệu ứng chớp tắt cùng với xi nhan zin. Ha. Rồi bây giờ các bạn chọn một bên xong các bạn thử xi nhan bên kia.
là tự động nó sẽ nhớ luôn. Các bạn không cần phải bật hai bên mà chỉnh, chỉ cần bật một bên, để cho bên kia là y chang luôn các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ tới phần thắng, các bạn buông xi nhan ra, các bạn bóp thắng tay hoặc thắng chân gì nữa, các bạn thấy cái điện thoại mình nó sẽ hòa chuyển vào phần phanh. Rồi phanh nó sẽ có 3 kiểu hiệu ứng khi phanh. Thứ nhất là kiểu F1 này các bạn, hiển số 1 là kiểu F1, chớp chớp, chọn được màu khi chớp luôn, chọn được tốc độ chớp luôn ha. Rồi là kiểu số 2, khi phanh là chạy qua chạy lại và tự động đổi một màu khác nhau khi chạy qua chạy lại. Rồi hiển số 3 là vẫn chạy qua chạy lại nhưng mà nó không có đổi màu, nó một màu cố định thì lúc này đổi được cái màu. Đó, mình chọn số 2 đi cho đẹp. Rồi ok, sau khi các bạn chọn xong, các bạn chỉ việc buông cái chức năng ra, các bạn tắt app rồi các bạn sử dụng. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại nè. Trước tiên để mình rồi, dummy nó đang màu xanh ngọc, không màu trắng chứ. Rồi mình cho khởi động nè, mình sẽ mất nguồn là mở khóa là tắt khóa các bạn. Rồi mình sẽ tắt nguồn cái rồi. Rồi mở nguồn lên là mở khóa xe. Tự động nó sẽ khởi động. Sau khi khởi động xong, chuyển đến chế độ dummy. Ha các bạn ha. Đó. Rồi. Xi nhan từng bên thử nè các bạn. Rồi xi nhan bên phía còn lại luôn. Rồi ok. Buông xi nhan ra, bóp thắng các bạn. À. Các bạn lưu ý nha, đèn mình luôn luôn ưu tiên tín hiệu xi nhan, là không cần biết đèn mình đang chế độ gì. Thắng hay là xi đờ mi hay gì, cứ bật xi nhan là chạy xi nhan. Rồi bây giờ đang có thắng nè. Ok, mình kích thêm xi nhan vô. Bạn sẽ thấy nó chạy xi nhan, thắng trước nè, chạy xi nhan nè. Thấy chưa? Rồi buông xi nhan ra nè, tự động trả về thắng do mình vẫn còn giữ thắng. Còn nếu bạn không giữ thắng, các bạn buông thắng ra luôn là tự động trả về đờ mi. Rồi các bạn ha. Còn phần hiệu ứng là các bạn phải điều chỉnh trên app, chứ cái hộp điều khiển nó không có dây hiệu ứng. Nó chỉ có dây nguồn, mát lửa, dây thắng với hai xi nhan. Đó, hiệu ứng các bạn phải bật trên điện thoại nha. Phải rõ, đây là hiệu ứng là điều khiển trên điện thoại, chứ nó không đi theo công tắc nào hết. Đó, và vừa rồi cũng là hoàn thành cái phần hướng dẫn các bạn sử dụng Audi A11 với phần tem đèn, thực hiện trên dòng xe Exciter 150 cùng với hiệu ứng Audi A11 điều khiển với điện thoại. Các bạn ở xa đặt hàng như thế này gửi về và lắp đặt lên xe. Và cái phần tháp đèn cũng sẽ cho bằng mặt vàng áo luôn nha các bạn. Như thế này. Đó. Nó bằng mặt vàng áo. Vàng áo xe màu gì, đặt làm, báo cho mình màu và mình sẽ sơn lại vừa đúng màu đó. Rồi các bạn hãy tham khảo thêm nhiều video cho dòng xe 150 hoặc những dòng xe khác tại Facebook và YouTube. Cuối video này sẽ có thêm 4 video cho dòng xe 150. Mọi thắc mắc tư vấn báo giá vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại trên video hoặc liên hệ qua Facebook Zalo. Thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối. Ngoài thời gian trên, các bạn để lại tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, hôm sau mình làm việc lại sẽ liên hệ lại các bạn và tư vấn báo giá. Và video xin đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn mọi người dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.